Nghe thấy rõ liền. Thank you.
và đến đây là câu trả lời cho cái lời trước, đúng không nào? Như vậy các em rõ hơn những điều mà thầy giải thích, cũng như là cái lời trước em. Có tất cả 10 câu hỏi, quyền các em và các kiến thức liên quan, rồi các em trả lời đúng nhận phần quà để nhắn đến anh Nam được ha. Có được không? Không một. Thế em là ai? Có cái nói như này. Em là người dưới 18 tuổi theo công ước quốc tế, là người dưới 16 tuổi, là người chưa bị thành niên theo luật trẻ em. B là tương lai của đất nước. C là đối tượng dễ bị tổn thương và được bảo vệ. D là những người từ 9 đến 18 tuổi. Ai chọn đáp án nào? Mời bạn nữ vào phía trước. Đáp án A là những người dưới 18 tuổi. Rồi các bạn xem đáp án. Đáp án A chính xác. 100% đáp án là không phải tuổi. Ta cứ cao nhiều mặt bạn. Rồi câu hỏi này. Trong một cuộc nói chuyện bạn thường như thế nào đây? Đáp án A, né tránh việc mở đầu bằng một cuộc trò chuyện. B, nhìn thẳng thẳng vào người nói chuyện. C, tránh những sự kiện trong ngày hoặc những câu chuyện đi vào vấn đề quan trọng hơn. Và D, mở đầu một cuộc trò chuyện bằng những việc bàn về sự việc, sự kiện trong ngày hoặc những câu chuyện nhỏ. Hai em chọn phương án nào? Bên đáp án A, một anh đây sai thôi, sai ra đâu có từng điểm đâu sợ, đúng không? Mời bạn nữ. Câu D, xin đoán nhé. Đáp án D là chính xác. À, khi chúng ta rồi, mời cô ấy ra cho mình nghe một vào. Khi các em nói chuyện với người khác, các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp là chúng ta mở đầu bằng cuộc trò chuyện bằng sự việc trong ngày là cái câu chuyện nhỏ. À, ví dụ thầy gặp anh đấy. Chào em. Hôm nay em có khỏe không? Đấy là công việc bình thường hàng ngày, đúng không? Chúng ta bắt đầu mở đầu công việc như thế. Chúng ta đã cái kỹ năng giao tiếp em hết sức lưu ý. Phải nói rằng học sinh mình rất yếu kỹ năng giao tiếp. Học sinh miền Bắc kỹ năng giao tiếp rất tốt, nói năng công tố rất là mạnh lạc, nên em phải hết sức rèn luyện. Học sinh mình bây giờ đưa ra nói trước đám đông các em hết sức là mất tự tin, rất là khó liền. Như vậy cái giao tiếp các em rất yếu, vì mình không rèn luyện cái không việc gì hết. Chúng ta sang câu bài. Quyền được sống, quyền được sống còn của các em nha, ai làm việc các em này, lưu ý này, quyền các em đáp án A là quyền được sống và tham gia các hoạt động liên quan đến mình. B là quyền được sống và tham gia được bảo vệ. C, quyền được sống được chăm sóc sức khỏe y tế ở mức cao nhất có thể. Và D, cả ba cũng có thể. Nếu ai có bạn rồi thì xin nhường cho những người khác nha. Mời bạn nữ. Câu đáp án D, các đáp án D chính xác nha. Và đáp án C, quyền được sống được chăm sóc sức khỏe y tế ở mức cao nhất có thể. Tất cả nội dung này thầy lấy từ cái đợt tập huấn, thầy đi tập huấn quyền trẻ em do giảng viên Hà Nội vậy câu hỏi vừa rồi còn về chưa được ra đi. Chờ câu hỏi khác và chúng ta sang câu hỏi thứ tư. Quyền tham gia của em là gì? Tại quyền tất cả các em được tham gia cái gì trong cuộc sống? Yêu cầu các cuộc đối với các tổ chức làm việc với trẻ em. B, trẻ em được tiếp cận thông tin, được bày tỏ ý kiến, được lắng nghe, được tôn trọng, được kết giao, được thành lập và tham gia các nhóm hiệp hội, được bàn bạc và quyết định trong mọi vấn đề có liên quan đến bản thân trẻ em.
C. Trẻ em tham gia vào các hoạt động chung có liên quan đến mình. Và D. Tất cả phương án trên. Mời bạn bạn đại tán thành. Câu B, đáp án B, xin đáp án B, chính xác. Như vậy thì em chúng ta được tất cả các quyền như thế này. Các em đọc lại để nhớ nha. Một phần quà thật dễ thương dành cho em. Mời em. Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta đến câu hỏi thứ 5. Quyền bảo vệ là các em được bảo vệ nè, giờ chú ý nè. A. Quyền bất khả xâm phạm của các em. B. Các em được bảo vệ được học tập vui chơi. C. Bảo vệ các em thoát khỏi mọi phong bì đối xử xâm hại hay bỏ mặc. Bảo vệ các em khỏi mọi tình hình thức pháp luật hoặc bạo lực. Và D. Tất cả đều đúng. Ai chỉ có gà trong cái nhóm rồi. Trong nhóm đó. Trong nhóm nào. Rồi các bạn sang các sân được chỉ có gà đúng không? Mời em. Đáp án D, đáp án D đúng kia nhỉ? Đáp án D chưa chính xác. C. Rất tiếc à, này. Đây, quý vị các em đây. Quý vị báo về các em đây. À. Rồi chúng ta đến câu hỏi thứ 6. Quyền được phát triển là quyền được đoàn tập và giáo dục. Thế tôi là để nhận bằng quà. Quyền được học tập và giáo dục. B. Quyền được phát triển toàn diện bao gồm học tập và thể thao. C. Quyền được bất khả xâm phạm về học tập vui chơi. Và D. Bao gồm các hình thức giáo dục chính thức hoặc không chính thức mà quyền được xuất sắc. Rồi trở lại là nữ vừa lần đầu vừa trả lời. Đáp án D. Chính xác. Một con quà bây giờ mới đến từ nhà. Rồi mình có mấy cây rồi. Cảm ơn Nguyên rất là nhiều. Như vậy Nguyên được phát triển là cái này. Thấy chưa? Chúng ta đến câu hỏi số 7. Vâng, các em chú ý. Khi đọc những phần quà được tặng được cao với con người trả lời đúng. Khi người khác nói đây, khi người khác nói thì chúng ta như thế nào đây? Tài vị này giao tiếp này. A. Bạn nghe và giữ bình tĩnh trước mọi tình huống. B. Bạn nhìn chăm chú vời như ra nghiền. C. Thì đâu? Bạn đưa mắt thân thiện vào người đứng kế bên và hiểu cười. C. Bạn lắng nghe để hiểu rõ ý nghĩa và hỏi lại nhớ là. Và bạn nào bên đây chưa có mà bạn nào mời bạn bên trong đó bạn. Rồi câu đáp án của em D. Đáp án của em là D. Hai D chính xác. Một con gà mặt dễ thương dành cho em. Khi người khác nói mình phải lắng nghe để hiểu rõ ý nghĩa mà họ đặt đến tận. Thấy chưa? Như vậy nghĩ đến giao tiếp. Chúng ta đến hỏi số 8. Chọn là ăn đúng về học trực tiếp. Đây các thực tế ổn này chúng ta học trực tiếp. A. Có thể kết hợp học trực tiếp để hỗ trợ thêm học tập ở trường và trong trường hợp không thể đến trường như trong dịch bệnh Covid-19. B. Học trực tiếp có thể thay thế hoàn toàn học trực tiếp trên lớp. C. Học trực tiếp tốt hơn học trực tiếp. Và D. Tất cả những trường hợp trên. Mấy giờ ra nào nhìn bạn hơn. Vừa rồi là A2 rồi bây giờ là A1. À bạn vừa rồi là A1 hả? Rồi là xin lỗi câu A2. Thôi bạn nữ, bạn em đọc phương án gì? Đáp án A chính xác. À tốt rồi. Mời con đi làm nhỏ. Được chưa? Như vậy học tiếng thì có thể chúng ta hỗ trợ cho học ở đến trường, chứ không phải là chúng ta không phải là nó học thay thế trong trường hoàn toàn. Câu 9. Những việc em nên làm khi bạn em có quyết định sai. Đây là. Đây
trong cuộc sống hàng ngày xảy ra đây nè, những việc em nên làm khi bạn em có quyết định sai lầm ha. Phân tích những hậu quả với bạn khi có quyết định sai lầm. B, im lặng vì đó quyết định của bạn không liên quan đến mình. C, nhờ người lớn ngăn chặn việc làm sai lầm của bạn. Và D, cười cái khí vì sự chưa sai. À, được chưa? Con bên đây. Bên đây bạn là chưa có bạn. Anh bán chưa có bạn. Anh bán quá chưa? Anh bán quá chưa? Có rồi mà anh thấy có bạn rồi. Mời bạn cho mình lên. Bạn tiếp cho mình. Đáp lại nè. Con tất những hậu quả. Ai có gì khác? Bạn có gì khác? Bạn là có bán khác. Bây giờ lấy bạn thì nhiều phải thoải mái. Cho nó chọn một anh bán khác. Nhiều khi mình tư vấn nhắc nhở được, tuy nhiên tốt nhất là cần người lớn can thiệp vào những sai lầm đó một bằng bà lớn thêm. Và câu hỏi cuối cùng, câu hỏi 10, người có hành vi vi phạm được quy định trong luật an ninh mạng thì xử như thế nào? Đây, an ninh mạng nè, cái văn bản muốn lên nói gì nói đâu như chưa, an ninh mạng Facebook, Zalo và các mạng khác lên trên đó là muốn nói gì nói là ai coi chừng phạm luật nha. A, tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị khiển trách xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm sự nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. B, tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm sự nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. C, nhẹ thì xử lý vi phạm hành chính nặng thì truy cứu trách nhiệm hình sự gây thiệt hại thì phải bồi thường. Và D, có thể bị buộc thôi việc xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự gây thiệt hại thì phải bồi thường. Các em chọn cái bác này bác nào là ná giống nhau đúng không? Rồi mời bạn nữ. Câu A, ai có ý khác? Bạn có ý khác? Bạn nữ, bạn có làm thấy có quà chưa? Có rồi. Bạn có thấy có quà chưa? Có rồi đúng không? Không? Bạn khác có bằng cách chứ bạn ra tay con mạnh nhận lên chứ. Còn ở đây cuối cùng bằng bạc cuối cùng thôi đấy. Hai nè. Thôi chào cho bạn cuối lớp. Đã lắm rồi. Chính xác, xin lắm bằng em. Đó. Thế chưa? Cái này cảnh báo học sinh và những người tham gia trên mạng xã hội một bằng vàng này nha. Đây nha, trong bản lời nói không biết gì biết đâu, không chữ gì chữ đâu, muốn nói gì nói đâu, nghe chưa, rõ chưa?